Xin mời các bạn đến với thánh địa Gò Xoài nha các bạn. Sân này thì toàn là kèo chế không nha các bạn. Đi trước màn ống kính của đàn là Thi Béo ghi cho bộ đội, và bên kia là Cao Cầu, Cao Cầu Đồng Nai ghi cho Tấn Đen. Tấn Đen cũng quê của Châu Phú An Giang nha các bạn. Hiện tại bây giờ tỷ số là 6-7. Tấn Đen lâu lắm rồi các bạn mới thấy Tấn Đen đội đầu dò lại nha các bạn. Thì Châu Phú quá hay cho một pha kết thúc của bộ đội. 7-0. Mời thái anh luôn. Cao Cầu là một trong những cao thủ mà Long Kỳ từng chấp ba nốt nhạc tại giáo xứ Sơn Trà, đó là Cao Cầu. Còn Tấn Đen là một trong những cặp bài chồng của Thọ Bến Tre, 22 Từng Hạ Huy Cháo và Dũng Binh tại quận 12. Khoảng 2-3 năm trước đây, Tấn Đen thật sự quá phong độ, và Từng Hạ Huy Cháo và Dũng Binh tại quận 12. Tạm bậy đội sân. Đây là những ngày giữa tuần, mùa mưa bão bùng. Chúc cho các bạn đam mê những kèo chế và những người đam mê thể dục thể thao sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm là Tấn Đen và Cao Cầu. Hôm nay sân banh có rất đông các cầu thủ nha các bạn. Bên trái cột lô tô, bên kia là Thanh Nhỏ, Kem Chuối, Nhân Đầu Vàng. Còn ngồi cột lô tô bên phải là Tài Nhỏ, Bánh Bía Sóc Trăng, Cường Kem. Đấy là những cầu thủ hiện tại bây giờ trẻ trẻ, rất đẳng cấp nha các bạn. Kem Chuối từng đối đầu với Huy Cháo tại quận 12. Huy Cháo chấp 1,5 m dài, là sân của Huy Cháo là 10,5 m, và Kem Chuối 9 m. Trận đó Kem Chuối quá tuyệt vời và hạ Huy Cháo, và xét sau Huy Cháo thụt lại 1,3 m, là sân 10,3 m, và Chuối cũng hạ Huy Cháo. Khi solo nha các bạn, Huy Cháo thật sự quá ghê, nhưng thật sự chấp quá sâu, Huy Cháo chấp Chuối quá sâu cho nên không chịu nổi với Chuối các bạn. Tỷ số hiện tại bây giờ là 9-7, nghiêng về cho bộ đội Vua Lê Đòn. Chuối đứng ha. Tấn Đen lại sạm liên tiếp rồi các bạn ơi. 17. Thấy ơi, 62, 62. Gần. 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 Bộ đội đã bắt bài được. Bộ đội đã bắt bài được Tấn Đen rồi. Lại là Tấn Đen. Lại là Tấn Đen tự sát tại đám nạc. Một trong những cao thủ xấu trai nhất trong làng bóng chuyền, nhưng một trong những cao thủ tình yêu nhiều nhất trong làng bóng chuyền. Đúng rồi, I love you bạc bạc. I love you bạc bạc, ok. Bộ đội sung lên thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Bộ đội đã bắt bài được, quá hay, cái ngực cho bộ đội. Tấn Đen không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. 13-7.
Bộ đội. Cái giò bộ đội không hư thì các bạn cứ chết đi. Ôi trời ơi, trời ơi. Bữa nay cái giò bộ đội kỳ cục quá. Lại là Tấn Đen tự sát tại Nam Lạc. 14-7. Bộ đội mà sung lên thứ gì chịu nổi với bộ đội. Ôi cơm. Tỷ số 15-7. Nở đường nghiêng về cho bộ đội BB vua lì đòn. À, xin mời các bạn xem tiếp các trận đấu tiếp theo nha. Hiện tại bây giờ đang cấp kèo và cấp kèo. Sân chúng tôi hiện tại bây giờ có các ông vua kèo chế hơi bị nhiều các bạn. Hảo Hảo Châu Đốc, Xịn Xịn Vĩnh Lộc, Sang Lửa và Nhân Đầu Vàng, Tài Nhỏ Bánh Bí Sóc Trăng, Cường Kem, Tấn Đen, Cao Cầu và Lửa Lửa. Rất nhiều các cao thủ hiện tại bây giờ đang tập trung ở đây các bạn. Kem Chuối. Đây là sân kèo chế các bạn. Vì sân gò tròi bấy lâu nay bị cục tay hết rồi cho nên không có ai đánh tay hết. Toàn là kèo chế đầu dò thôi. Các bạn nào có yêu quý các kèo chế thì vô tham khảo bình luận cho vui nha. Thấy kêu các bạn rất nhiều. Ok man, vô ăn. Hiện tại bây giờ đang cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Thank you.